Thực hiện chủ trương chuyển đổi rừng sang trồng cao su, từ năm 2008 đến nay tại huyện Chư Pưng, Gia Lai, có 10 dự án do 8 doanh nghiệp làm chủ đầu tư được cấp phép trồng cao su và trồng rừng. Tuy nhiên đến nay, một số dự án chậm triển khai để dân xâm lấn, gây khó khăn cho công tác quản lý ở địa phương. Đây là diện tích rừng tự nhiên hơn 700 hectare được tỉnh giao cho công ty cổ phần tập đoàn Đức Long Gia Lai, trồng cao su tại xã Gia Lứ. Dù được cấp phép gần 3 năm, nhưng đơn vị vẫn chưa khai hoang, để người dân chặt phá, lấn chiếm. Mới đây, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pưng đã ra quyết định xử lý trách nhiệm đối với chính quyền cấp cơ sở liên quan đến xung đột xảy ra giữa người dân và doanh nghiệp. Hai vấn đề mà chúng tôi rất đáng quan tâm mà gặp rất nhiều khó khăn hiện nay. Thứ nhất là việc tình trạng khi thực hiện dự án không thực hiện được là người dân ở các nơi về xâm canh, lấn chiếm, sản xuất nương rẫy. Thứ hai nữa là vấn đề tuyển dụng lao động tại chỗ thì hết sức khó khăn. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng, ủy ban các xã có dự án đã đối thoại, thảo luận với dân để giải quyết tình hình ổn thỏa giữa người dân cũng như là giữa doanh nghiệp. Đây là thực trạng chung mà nhiều doanh nghiệp trồng cao su tại huyện Chư Pưng đang gặp phải. Còn đây là khu vực ranh giới 50m cách suối và 100m cách đường giao thông không được trồng cao su theo quy định. Tuy nhiên, thực tế việc quản lý diện tích đất này đang còn nhiều lúng túng. Có nơi doanh nghiệp vẫn mở rộng để trồng cao su hoặc xảy ra tình trạng xây dựng nhà ở, vật kiến trúc trái phép trên khu vực này. Ở địa bàn xã Gia Bần Nứ này, tỉnh thu hồi là của ban quản lý là hơn 5.000 hecta là giao cho các doanh nghiệp. Thì có một số diện tích là các doanh nghiệp mà giáp với bờ suối. Do ở khu vực này là cũng cách xa khu rừng tự nhiên mà đơn vị quản lý ấy, nên là cũng khó khăn cho đơn vị trong công tác là bố trí người để quản lý những cái diện tích mà cách bờ suối 50m, vì những diện tích này nó nằm manh mún ở các vị trí khác nhau. Đến nay các doanh nghiệp đã trồng cao su, trồng rừng hơn 5.000 hecta, chỉ bằng 74% diện tích được giao cho thuê. Trong đó, qua khảo sát, có hơn 600 hecta cao su bị chết do không phù hợp đất đai, phải bỏ hoang. Đây là một cái vấn đề mà cũng có cái tỉnh cũng như nhà nước cũng có chính sách để làm sao đó là khai thác hết tiềm năng cái phần đất này. Đặc biệt là trong đó phải nói là ưu tiên trồng rừng trở lại cho địa bàn của huyện Chư Pưng. Không thể phủ nhận những lợi ích khi dự án trồng cao su được triển khai, giúp địa phương phát triển khu dân cư, xây dựng các công trình hạ tầng vùng dự án như điện, đường, nước sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, vấn đề trước mắt mà nhiều địa phương đang cần đó là các dự án cần triển khai dứt điểm, không kéo dài, kéo theo nhiều tồn tại, ảnh hưởng đến vấn đề an ninh nông thôn. Người dân ở đây yêu quý chị Tuyến, không phải chỉ vì thấy chị chịu thương, chịu khó, mà còn vì chị rất nhiệt tình, giúp đỡ mọi người, nhất là chị em phụ nữ trong phát triển kinh tế